Một đối tượng trộm ô tô từ một người dân đang rút tiền tại cây ATM ở Bình Dương đã bị xa lưới. Đối tượng này tên Kevin Long Nguyễn đã khai nhận toàn bộ vụ việc tại cơ quan Long An. Sau khi lấy chiếc xe, đối tượng không thay đổi biển số xe mà chạy qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi quay lại tỉnh Bình Dương. Đến trưa nay, khi đang chạy trên đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thủ Dầu Một thì bị bắt giữ.